Xin chào các bạn yêu thích trên kênh YouTube của Tân Alex. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Sau đây trên kênh YouTube của Tân Alex sẽ quay cảnh đẹp của chung cư La Mơ ở đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn. Như các bạn đã biết, chung cư La Mơ trong những năm gần đây mọc lên rất là đẹp và gần hoàn thiện. Và sau đây Tân Alex sẽ quay cảnh đẹp của chung cư La Mơ. Mong các bạn đón xem